nền tảng của đức tin khi bạn nhìn vị thầy như hiện thân của tất cả chư phật và mong nương tựa vào ngài niềm tin đó được đặt nền trên lòng kính ngưỡng khi bạn nuôi dưỡng đức tin nhờ sự nhận thức đạo sư là nền tảng và gốc rễ của sự phát triển của bạn thì đó là đức tin được đặt nền trên sự xác tín khi bạn phát triển đức tin vào vị thầy bằng cách tuân thủ lời dạy của thầy nó được gọi là đức tin tha thiết nói chung đức tin được coi là gốc rễ hay nền tảng của mọi tư tưởng thiện hạnh khi bạn có thể thấy vị thầy của bạn ngang bằng với chính Đức Phật thì bạn có thể tự ngưng diệt nhìn thấy các lỗi lầm của vị thầy và sẽ chỉ nhận ra những phẩm tính vĩ đại của ngài. Nhưng đức tin phải được đặt nền trên kinh nghiệm đã được thử thách và kiểm chứng. Vì thế bạn nên nỗ lực bền bỉ và thận trọng để ngăn ngừa những nhận thức khiến cho bạn nhìn thấy lỗi lầm nơi vị thầy nó thực sự có thể là những phóng chiếu của chính bạn và nỗ lực để nhìn thấy những phẩm tính vĩ đại trong vị thầy có nói rằng mặc dù thực ra vị thầy của bạn không thực sự là một vị phật nhưng nếu bạn coi vị thầy đích thực là một vị phật thì bạn sẽ có được những cảm ứng như thể từ một đức phật thực sự trái lại cho dù trong thực tế, vị thầy của bạn có thể là một vị Phật toàn hảo, nhưng nếu bạn không thể nhìn thấy Ngài, có thể là nam hay nữ, theo cách như vậy, thì bạn sẽ nhận được sự cảm ứng của một con người bình thường. Hiện nay, trong thời đại suy thoái này, các guru, đạo sư làm việc thay mặt cho tất cả chư Phật và Bồ Tát để giải thoát mọi chúng sinh khỏi dòng luân hồi đau khổ trong nhiều tanh tra, có tiên đoán rằng trong thời đại suy thoái, Đức Phật sẽ xuất hiện ở thế gian trong thân tướng Guru, và trong thời đại suy thoái, lòng bi mẫn của các ngài phải làm việc trong một cách thế mạnh mẽ hơn nữa. Điều này có thể gây bối rối cho những người nghĩ rằng lòng bi mẫn phải có hình thức quy ước nào đó. Nếu chúng ta không cảm thụ được giáo huấn và lòng bi mẫn của Đức Phật thì không một vị thầy nào có thể giúp đỡ đắc lực cho ta được nhưng đức tin và sự xác tín sẽ khai mở cho chúng ta năng lực của chư phật lòng bi mẫn mãnh liệt của các ngài hướng tới mọi chúng sinh không ngoại trừ ai tình thương đó bao gồm cả các bạn và tôi một giáo huấn nói khi con lang thang trong luân hồi sinh tử ngài tức phật tìm kiếm con và soi sáng sự vô minh của con ngài đã cho con thấy ánh sáng và giải thoát con khỏi sự trói buộc ta có thể tìm thấy vị phật là đấng đang làm việc cho chúng ta bằng một tiến trình loại trừ hãy tự hỏi trong những người thân thiết với bạn thì ai là người đang dẫn dắt bạn ra khỏi sự luân hồi đau khổ gây nên bởi sự vô minh trói buộc và oán ghét người đó có phải là cha mẹ bạn bằng hữu bạn chồng hay vợ bạn bằng hữu của bạn không làm điều đó thân quyến của bạn không làm cha mẹ bạn không làm vậy nếu có một vị phật đang làm việc cho bạn thì ngài nam hay nữ phải là con người ngay trong cuộc đời bạn đang đưa bạn tới sự giác ngộ đó là thầy bạn đó là cách người ta có thể coi vị thầy như vị phật toàn hảo trong quá khứ đã có những trường hợp mà do một sự che chướng trong tâm thức các hành giả đã thấy vị phật hiện thực trong hình tướng bình thường ngài asanga thế kỷ thứ tư có một thị kiến về vị phật tương lai đức di lặc như một con chó đầy giòi và ngài Puwa thấy một vị phật nữ như một bà lão bị bệnh phong hủi nếu bạn được gặp các vị thầy vĩ đại trong quá khứ là những người đã thành tựu giác ngộ chỉ trong một đời các ngài trông hoàn toàn giống như một người hành khất ấn độ bình thường lang thang trần trụi với những lằn vẽ trên trán khi tôi nói về tầm quan trọng của lòng sùng mộ đối với vị thầy và về việc xem ngài như vị phật xin đừng hiểu lầm là tôi đang ngụ ý rằng tôi là một vị phật không phải như thế tôi biết tôi không phải là một vị phật dù tôi được tán dương hay bị lên án tôi vẫn sẽ là tu sĩ phật giáo bình thường như tôi đang là tôi là một tu sĩ và tôi nhận thấy điều này hết sức thoải mái mọi người gọi tôi là bồ tát của lòng bi mẫn đức quán thế âm nhưng điều đó không làm cho tôi thành quán thế âm những chính trị gia thù địch gọi tôi là một con sói khoác chiếc y vàng nhưng điều đó không làm cho tôi thấp hơn một con người hay cao hơn một con chó sói tôi vẫn chỉ là một tu sĩ bình thường bạn nên làm gì khi sự tuân thủ giáo huấn của đạo sư của bạn buộc bạn phải làm việc vô đạo đức hay nếu giáo lý của ngài mâu thuẫn với phật pháp bạn nên trung thành với điều gì đạo đức và rời xa điều gì không phù hợp với Pháp. Ở Ấn Độ, một lần kia, một vị thầy có nhiều đệ tử yêu cầu họ đi ra ngoài ăn trộm. Vị thầy thuộc đẳng cấp Bà La Môn và rất nghèo. Ông bảo họ rằng khi những người Bà La Môn trở nên nghèo khó thì họ có quyền ăn cắp. Ông nói là những người được trời Brahma, Phạm Thiên, đấng sáng tạo của thế giới yêu quý, việc ăn cắp không xấu xa đối với một người Bà La Môn. Khi những đệ tử sắp đi ăn cắp, thì người Bà La Môn nhận thấy một đệ tử đứng im lặng, đầu cúi xuống. Ông hỏi anh ta tại sao không đi? Người học trò nói, Điều thầy dạy chúng con bây giờ trái nghịch với Pháp, vì vậy con không nghĩ rằng con có thể làm điều đó. Lời nói này làm vui lòng người Bà La Môn. Ông nói, ta đã trắc nghiệm sự hiểu biết của các con. Mặc dù tất cả các con đều là đệ tử của ta và trung thành với ta, nhưng sự khác biệt giữa các con là ở sự phán đoán. Cậu bé này hết sức trung thành với ta, nhưng khi ta chỉ dạy điều gì sai, cậu ta có thể nhận ra nó trái nghịch giới pháp và không làm việc đó như thế là đúng đắn ta là thầy của các con nhưng các con phải xem xét lời chỉ dạy của ta và bất kỳ lúc nào lời chỉ dạy đó chống trái với pháp thì các con chớ nên theo cơ hội Hãy tưởng tượng một cái ách màu vàng lên đên trên một đại dương mênh mông. Tận đáy biển có một con rùa mù bơi một mình. Nó trồi lên mặt nước trăm năm một lần. Vì con rùa nổi lên mặt nước và chui đầu vào cái lỗ trên cái ách thì hiếm hoi như thế nào? Đức Phật dạy như rằng, có được một tái sinh làm người quý báu thì còn hy hữu hơn cả điều đó. Ta được biết rằng ngay cả các vị trời cũng ước ao được làm người như ta, bởi đó là hình thức hiện hữu tốt nhất để thực hành pháp. Có khoảng 5 tỷ người trên thế giới này, tay chân, bộ óc và thân thể họ hoàn toàn giống nhau nhưng nếu chúng ta thử xem tất cả nhân loại có cơ hội để thực hành không thì ta sẽ thấy có một khác biệt to lớn chúng ta được tự do đối với những nghịch cảnh ngăn cản sự thực hành pháp những nghịch cảnh như tái sinh với các tà kiến tái sinh làm súc sinh ngạ quỷ một chúng sinh ở địa ngục là một vị trời ham mê hoang lạc hoặc làm người khó được nghe giáo lý hay sinh vào một nơi không có phật pháp những nghịch cảnh khác là sinh trong một miền đất mang giả nơi mà tư tưởng để sống còn thiêu đốt tất cả năng lực của con người hoặc sinh vào một thời đại không có phật xuất hiện ở mặt tích cực chúng ta được phú cho nhiều điều khiến có thể thực hành pháp Ví dụ như, chúng ta sinh ra làm người có khả năng lãnh hội giáo lý và sinh trong một miền đất có giáo pháp, chúng ta không phạm vào tội ác ghê gớm nào và có đủ tin tưởng vào Phật pháp. Mặc dù không được tái sinh trong thế giới khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta đã gặp được những vị thầy có thể truy nguyên dòng truyền thừa của các giáo lý mà các ngài thọ nhận bằng mọi cách bắt đầu từ Đức Phật. Giáo Pháp vẫn vững bền và phát triển là nhờ có các hành giả tuân thủ các giáo lý này. Chúng ta cũng sống trong một thời đại có những thí chủ tốt lành, cung dưỡng cho tăng ni những vật phẩm cần thiết để tu hành như thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Giáo Pháp của Đức Phật làm lợi lạc cho hàng hà sa số chúng sinh nhờ thực hành. Họ thành tựu những chứng ngộ cao siêu và tiệt trừ được những mê lầm trong tâm thức. Nhưng nếu chúng ta tái sinh làm thú vật hay chúng sinh ở địa ngục hoặc ngạ quỷ, thì sự hiện diện của Phật Pháp trong thế giới này sẽ không giúp đỡ được gì cho ta. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sinh ra ở ấn độ đạt được sự toàn giác và chuyển pháp luân ba lần nếu chúng ta có được đời người quý báu vào lúc đó và được đức phật dẫn dắt thì số phận hiện tại của chúng ta hoàn toàn khác hẳn và giờ đây ta có thể đã thoát khỏi sự tái sinh nhưng sự việc không như vậy và mãi đến tận bây giờ giáo lý của ngài không lợi lạc gì cho ta may mắn là chúng ta không sinh vào cõi thấp, nhưng nếu chỉ bàn về sự tái sinh trong một hình thức con người và không bị trói buộc vào sự luân hồi của loài phi nhân thì không đủ. Giả sử chúng ta tái sinh ở một nơi mà Pháp phát triển nhưng nếu chúng ta được sinh ra hoàn toàn không có năng lực tinh thần thì Pháp sẽ không ít lợi gì cho ta. Các khiếm khuyết thể chất không cản trở việc thực hành Pháp nhưng tâm thức không đầy đủ năng lực thì cũng chẳng thể làm gì được. Cho dù chúng ta không có những khiếm khuyết, nhưng nếu ta sinh vào một cộng đồng nơi mà người ta phủ nhận định luật nhân quả thì nhận thức của ta đầy áp tà kiến. Nhưng với chúng ta thì không phải như vậy. Nếu chúng ta tái sinh vào những thời đại không hề có phật pháp thì chúng ta sẽ không có một con đường chuyển hóa tâm thức để chấm dứt đau khổ nhưng cũng không phải như vậy chúng ta nên nhận thức rằng ta đã may mắn được tái sinh vào một thời đại giáo lý của đức phật đang tồn tại chúng ta nên quán chiếu về điều này thật hạnh phúc khi may mắn thoát khỏi những bất lợi như thế khi suy nghĩ lần lần theo đường lối như vậy cuối cùng ta sẽ có nhận thức rằng ta đã có được thân người độc nhất vô nhị nếu chúng ta xem xét điều đó bằng một phương cách chi tiết như thế thì sau cùng chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa đích thực của đời người chúng ta sẽ quyết định phát một lời nguyện hết sức mãnh liệt để thực hành nghiêm cẩn phật pháp ta được biết giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ tồn tại 5.000 năm. Nếu chúng ta tái sinh sau thời gian đó, ta sẽ không còn được lợi lạc từ Pháp. Nhưng chúng ta đã được tái sinh ở thế giới này trong một kiếp sáng tỏ khi giáo lý của Đức Phật vẫn còn tồn tại. Nếu muốn chuyển hóa tâm thức, bạn phải được thuyết phục để sử dụng toàn bộ lợi thế của đời bạn với tư cách là một con người cho đến thời điểm này chúng ta sống cuộc đời mình ăn uống may mặc tìm kiếm chỗ ở nếu chúng ta tiếp tục trong cách thức y như thế chỉ ăn để sống thì điều đó mang lại cho đời ta ý nghĩa gì tất cả chúng ta đã có được một thân người quý báu nhưng chỉ có được một thân người thôi thì không có gì để tự hào. Có hàng hà sa số hình thức sống khác trên hành tinh, nhưng không loài nào mê đắm, buông thả trong sự tàn phá như con người. Nhân loại đe dọa tất cả đời sống trên hành tinh. Nếu chúng ta để cho lòng bi mẫn và một thái độ dị tha hướng dẫn cuộc đời chúng ta, thì ta sẽ có khả năng thành tựu những điều vĩ đại là điều mà những hình thức sống khác không thể làm được nếu ta có thể sử dụng thân người quý báu này trong một cách thế tích cực thì nó sẽ có được giá trị lâu dài khi đó đời người sẽ trở nên thực sự quý báu tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng năng lực con người của mình và khả năng của óc não trong những phương cách tiêu cực để hành hạ con người bóc lột người khác và gây nên sự hủy diệt thì đời sống con người của ta sẽ là một nguy hiểm cho chính chúng ta trong tương lai cũng như cho người khác ngay bây giờ nếu được sử dụng một cách tiêu cực đời sống con người sẽ có khả năng hủy diệt mọi thứ mà ta biết ngược lại nó có thể là cội nguồn để thành phật cho tới nay ta không tiến triển nhiều trong tiến bộ tâm linh của ta, hãy tự hỏi cho tới bây giờ ta đã làm được việc tốt lành nào, ta đã dùng những thực hành gì để điều phục tâm và khiến cho ta tự tin trong tương lai. Nếu bạn không tìm được bất kỳ điều gì có thể cho bạn một xác quyết về số phận tương lai của bạn thì bây giờ mọi việc ăn uống để duy trì sự sống của bạn từ trước tới nay hầu như là một sự phung phí quá đổi như thi sĩ Ấn Độ thế kỷ thứ 8 Santideva đã nói sự sinh ra của ta chỉ để đem lại nỗi đau đớn và khó nhọc cho mẹ ta nó đã không được dùng cho mục đích nào khác Ngài Santideva nói rằng đã có được một thân người quý báu như thế nhưng tôi thật ngu xuẩn, không chịu thiền định và tích tập đức hạnh. Nếu do lười biến, tôi vẫn còn trì hỗn việc thực hành, thì khi chết tôi sẽ bị trói chặt. Bởi sự an năng và bận tâm to lớn về những nỗi khổ, tôi sẽ chịu đựng trong những cõi thấp của sinh tử luân hồi. Nếu có được một đời người quý giá như thế mà ta lại lãng phí nó, thì giống như đi tới xứ châu báu mà đành trở về tay không, hãy quán chiếu về sự kiện tất cả các đấng đạo sư vĩ đại trong quá khứ đã thành tựu giác ngộ chỉ trong một đời. Nagarjuna, Asanga và các vị thầy Tây Tạng vĩ đại như Milarepa cũng chỉ có một đời người y như chúng ta bây giờ. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta và các ngài là chúng ta thiếu sự chủ động của các ngài nhờ thiền định về sự hy hữu có được cơ hội may mắn của chúng ta ta có thể nuôi dưỡng một động lực tương tự mặc dù một con chó sống ở một nơi pháp đang phát triển nhưng con chó không thể hưởng được lợi lạc tích cực từ đó thuốc vật còn bị thống trị mạnh mẽ bởi những mê lầm và không có khả năng như chúng ta để chọn lựa giữa những loại hành xử khác nhau chúng dễ chìm đắm hơn trong những hành động và tư tưởng xấu như sự oán ghét ham muốn và khó có những thiện hạnh hơn nếu tôi tái sinh là một thú vật hay bất kỳ hình thức nào của sự luân hồi ở cõi thấp thì làm sao tôi sẽ có được dịp may để thực hành pháp sẽ rất khó tích tập đức hạnh và tôi sẽ không ngừng tích tập ác hạnh khiến cho ngay cả sau khi chết tôi sẽ bị quay cuồng trong một chuỗi phản ứng của sự tái sinh không dứt ở những cõi thấp của sự luân hồi. Nếu đúng là ngay cả một hành động tiêu cực trong phút chốc cũng có năng lực tạo ra sự tái sinh trong những cõi thấp trong vô lượng kiếp thì do bởi hàng hà sa số ác hạnh mà tôi đã từng tích lũy trong quá khứ làm sao tôi có thể nghi ngờ về việc tôi sẽ phải tái sinh trong những cõi thấp một khi bạn tái sinh trong những cõi thấp thì mặc dù nghiệp lực gây nên sự tái sinh đó có thể bị cạn kiệt do những đau khổ bạn phải gánh chịu nhưng thật khó có bất kỳ hy vọng nào để bạn có thể thoát khỏi các cõi thấp đó bởi vì trong một dòng luẩn quẩn bạn sẽ buông thả trong những ác hạnh rồi chúng sẽ lại gây nên sự tái sinh khác ở cõi thấp khi đã quán chiếu về sự khó được của một thân người như thế và quán chiếu về sự ngu xuẩn nếu tiêu phí nó bạn phải quyết định sử dụng tốt nhất cuộc đời bạn bằng cách thực hành pháp khả năng thực hành các phật tử thường nói rằng cuộc đời làm người bình thường chúng ta hiện có đây đòi hỏi một sự trì giữ giới luật trong sạch trong một đời trước như là một nguyên nhân trước kia của nó hơn nữa đặc biệt để có được một thân người với khả năng thực hành pháp điều hết sức quan trọng là dù chỉ một thiện hạnh cũng cần được bổ túc bởi những hành động khác như sự rộng lượng bố thí và những ước nguyện trong đời trước nếu xem xét điều này bạn sẽ thấy là rất hiếm ai có được tất cả những yếu tố này nhờ suy nghĩ về sự hy hữu của nguyên nhân có được thân người bạn sẽ nhận ra rằng khó khăn biết bao mới có được một thân người quý báu và nếu bạn so sánh sự sống làm người với những loại hiện hữu khác như các thú vật thì những thú vật và côn trùng đông đúc hơn con người rất nhiều ngay trong sự sống con người một đời người có được đặc ân là sự nhàn nhã và cơ hội để thực hành pháp thì thực sự hết sức hiếm hoi nếu bạn thấu hiểu sự quan trọng của đời người quý báu này thì mọi nhận thức khác sẽ đến một cách tự nhiên nếu người ta đang có vàng trong tay mà lại ném đi rồi sau đó cầu xin để ngày mai được thêm vàng thì người đó sẽ là một anh hề tương tự như vậy mặc dù chúng ta có thể già yếu nhưng khả năng để thực hành pháp của chúng ta vẫn cao hơn những chúng sinh khác nhiều ít nhất Chúng ta có thể trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum của Bồ Tát của lòng bi mẫn. Cho dù một người đang cận kề cái chết, người ấy vẫn có năng lực để suy tưởng và nuôi dưỡng những thiện niệm. Các hoạt động của Đức Phật từ lúc khởi đầu là sự nuôi dưỡng ước nguyện giúp đỡ người khác cho tới sự tích tập công đức và thành tựu giác ngộ cuối cùng của ngài tất cả đều được làm vì sự lợi lạc của chúng sinh hạnh phúc của chúng sinh được phân làm hai loại hạnh phúc nhất thời là sự thành tựu một tái sinh thuận lợi và hạnh phúc tối hậu là sự thành tựu giải thoát và trạng thái toàn giác mọi giáo lý liên kết với sự thành tựu một tái sinh thuận lợi trong tương lai được cho là thuộc về loại phạm vi nhỏ hẹp khi chúng ta nói về mục đích tối hậu của ta thì có hai loại giải thoát khỏi nỗi đau khổ và sự toàn giác tất cả những giáo lý liên quan tới sự thực hành để đạt được giải thoát cá nhân là những giáo lý của phạm vi trung bình Do mục đích này, các hành giả của Phạm Di Trung Bình đi vào sự thực hành giới luật, thiền định và trí tuệ và sau đó tiêu trừ những mê lầm và đạt được sự giải thoát khỏi nỗi đau khổ và sự tái sinh. Tất cả những giáo lý dạch ra các kỹ thuật để thành tựu sự toàn giác của Phật quả, gồm cả kinh thừa và mật thừa là những giáo lý có liên quan tới các hành giả của Phạm di lớn. Một người thuộc Phạm di lớn là người có tâm thức được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn lớn lao đối với mọi chúng sinh và là người muốn đạt tới sự giác ngộ để làm lợi lạc cho người khác. Như vậy, một nhóm có thể chỉ nghĩ tưởng tới một cuộc đời tương lai. Đây là những người thuộc Phạm di nhỏ. Những người trong nhóm thứ hai không chỉ bận tâm tới đời sau mà còn có thể nghĩ tới điều xa rộng hơn là giải thoát khỏi sự tái sinh. Đây là những người thuộc phạm vi trung bình. Tuy thế, có những người không chỉ quan tâm tới hạnh phúc của riêng mình mà còn can đảm hơn nữa, họ cũng quan tâm tới hạnh phúc của chúng sinh khác. Và đây là những người thuộc phạm vi lớn. Ngài Tsongkhapa nói rằng mặc dù chúng ta phân chia sự thực hành ra làm ba loại, sự thực hành thuộc phạm vi ban đầu, phạm vi trung bình và phạm vi lớn, hai phạm vi trước được bao gồm trong những thực hành thuộc phạm vi lớn vì chúng giống như những chuẩn bị cho sự thực hành của phạm vi lớn. Khi ta tu hành tâm thức mình để nhận ra được sự quan trọng của đời người quý giá và sự hy hữu của nó, chúng ta quyết định sử dụng sự ích lợi của đời người này thân thể chúng ta được kết hợp bởi thịt xương máu giống như một cây chuối không có cốt lõi và là nguồn gốc của mọi thứ đau khổ về thể xác vì vậy chúng ta đừng quá quan tâm tới thân thể mình thay vào đó noi theo gương mẫu của các đại bồ tát chúng ta nên làm cho sự sinh ra làm người của ta có ý nghĩa và sử dụng thân thể ta để làm lợi lạc chúng sinh. Nói cách khác, các cơ hội quý báu và hiếm hoi đang ở quanh ta, ta nên nhận thức giá trị của chúng. Chúng ta đã có được thân người quý báu này, được phú cho những đặc tính này. Nếu chúng ta lãng phí nó, chỉ mê mãi trong những bận tâm và hành động tầm thường thì thật đáng buồn khi đã nhận ra được giá trị của thân người quý báu điều quan trọng là quyết định lợi dụng nó và sử dụng nó để thực hành pháp nếu không hầu như không có bất kỳ khác biệt nào giữa đời sống làm người của ta và đời sống của những thú vật đức phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy mùa thu là mùa tốt nhất trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt thì phân bò là tốt nhất và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau sự tỉnh giác về sự vô thường và cái chết thì hữu hiệu nhất cái chết là điều nhất định nhưng khi nào nó giáng xuống thì bất định nếu chúng ta thực sự đương đầu với sự việc chúng ta không biết được cái gì sẽ tới trước ngày mai hay cái chết chúng ta không thể hoàn toàn quả quyết rằng người già sẽ chết trước và người trẻ còn ở lại phía sau thái độ thực tế đẹp nhất mà ta có thể nuôi dưỡng là hy vọng điều tốt đẹp nhất nhưng chuẩn bị điều tồi tệ nhất nếu điều xấu nhất không xảy ra thì mọi sự đều tốt đẹp nhưng nếu nó xảy ra nó sẽ không tấn công chúng ta bất ngờ điều này cũng ứng dụng cho sự thực hành pháp chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vì không ai trong chúng ta biết được khi nào mình chết mỗi ngày chúng ta biết tin về cái chết trong báo chí hay cái chết của một người bạn của người nào đó mà ta biết mang máng hay của một người thân đôi khi chúng ta cảm thấy mất mát đôi lúc chúng ta hầu như vui sướng nhưng một cách nào đó chúng ta vẫn còn bám chặt vào ý tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra cho ta chúng ta nghĩ rằng mình được miễn trừ đối với sự vô thường và vì thế chúng ta trị hỗn sự tu hành tâm linh nó có thể chuẩn bị cho chúng ta trước cái chết và cho rằng ta sẽ còn thời gian trong tương lai khi thời điểm không thể đánh khỏi xảy tới điều duy nhất chúng ta phải mang đi là niềm hối tiếc. Chúng ta cần phải đi vào sự thực hành ngay lập tức, để dù cái chết có tới sớm thế nào chăng nữa, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng. Khi cái chết đến, không điều gì có thể ngăn cản nó. Dù bạn có loại thân thể nào, dù bạn có thể trơ trơ đối với bệnh tật thế nào chăng nữa, cái chết sẽ chắc chắn dán xuống nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời của chư phật và bồ tát trong quá khứ thì nay các ngài chỉ còn là một ký ức các đạo sư ấn độ vĩ đại như ngài nagarjuna long thọ và asanga vô trước đã có những đóng góp to lớn cho pháp và làm việc vì lợi lạc của chúng sinh nhưng giờ đây tất cả những gì còn lại của các ngài chỉ là những cái tên đối với những nhà cai trị và các nhà lãnh đạo chính trị thì cũng thế tiểu sử của các vị sống động đến nỗi hầu như họ vẫn còn sống khi chúng ta đi hành hương ấn độ ta thấy những nơi như đại tu viện nalanda là nơi các bậc thầy vĩ đại như nagarjuna và asanga đã học tập và dạy dỗ ngày nay nalanda đã đổ nát khi nhìn những dấu tích để lại của những nhân vật vĩ đại trong lịch sử cảnh điêu tàn chỉ cho ta thấy bản chất của sự vô thường như những phật ngôn cổ xưa nói dù ta chui xuống lòng đất hay đi vào biển cả hoặc vào không gian chúng ta sẽ không bao giờ tránh được cái chết những người trong chính gia đình chúng ta Chẳng sớm thì muộn sẽ chia lìa nhau, như đám lá bị gió thổi tung. Trong một hai tháng tới, vài người trong chúng ta sẽ chết, và những người khác sẽ chết trong ít năm. Trong 80 hay 90 năm, tất cả chúng ta, kể cả đạt lai lạt ma sẽ chết. Khi ấy, chỉ có những sự thấu suốt tâm linh của ta là giúp ích được cho ta.